Kính thưa quý vị, và chúng ta đang quay trở lại với chương trình Phong Cách và Cuộc Sống. Ngay sau đây sẽ là chuyên mục Phong Cách Sống. Và thật là đặc biệt khi ngày hôm nay chúng tôi đã có thể bắt gặp bên đây một cặp mẹ con rất đáng yêu và dễ thương. Và đặc biệt là bé nhỏ, đó chính là Trinity. Xin chào con. Và xin được chào chị Uyên Phương, cũng là phụ huynh của bé Trinity. Kính thưa quý vị, Trinity là một trong những người mẫu nhí rất là nổi tiếng trong giới mà ai cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô bé này cả, bởi vì sự lễ phép, dễ thương, đáng yêu và đặc biệt là tài năng của mình trên sàn catwalk. Và Trinity không phải là nghệ danh quý vị nhé, là tên thật của bé đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bên cạnh đó là một cái nghệ danh khác, một cái biệt danh khác, đó chính là bông hồng lai, đáng yêu quá. Như vậy bé trong người có hai dòng máu được đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Bé sinh ra ở Malaysia, bé có hai dòng máu, đó là Việt và Hoa. Đáng yêu quá, nhưng mà ngôn ngữ tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ chính đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Không, thật ra là ngôn ngữ chính của bé là tiếng Anh. Dạ. Và bé vừa về Việt Nam được 3 năm và bé chỉ học tiếng Việt Nam được 3 năm nay thôi. Vậy là chắc còn bập bẹ lắm nè. Nói chung là mẹ ở nhà mẹ chỉnh, tại mẹ không có thích bé nói lợ. Dạ. Đúng rồi, mẹ không hiểu sao mình thấy các em nhỏ mà lai á cứ nói tiếng lợ lợ, mình không thích vậy. Mình lại muốn con mình là khi mà nói tiếng Anh là tiếng Anh, mà khi nói tiếng Việt thì phải thật là chuẩn tiếng thuần Việt. Việt luôn. Đúng rồi. Dạ. Với một phần nữa nó cũng hỗ trợ về cái vấn đề là bé đi phim chẳng hạn. Khi mà mình thoại á thì nó sẽ tốt hơn. Đầu thử chú thử nha, để coi Trinity nói tiếng Việt có chuẩn không nghe. Chào con Trinity. Chào chú. Được, trời, chuẩn miền Nam, dễ thương quá. Năm nay con mấy tuổi rồi nè? Dạ con 8 tuổi. Ôi giỏi quá, 8 tuổi. Như vậy là con học lớp mấy ta? Con học lớp 2, con đến lớp 3. Con chuẩn bị lên lớp 3 rồi. Ở trong trường con có nhiều bạn bè không? Dạ, hơi nhiều. Hơi nhiều hen. Rồi, con thích học nhất là môn nào nè? Là môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh nha quý vị. Rồi bên cạnh đó, cái niềm đam mê của con dành cho thời trang rất là lớn nè. Thì con ước mơ sau này mình sẽ trở thành một người như thế nào? Người mẫu hay là hoa hậu? Một người mẫu. Một người mẫu hả? Dạ. Vậy tại sao giờ con còn đi phim nữa? Con cũng muốn làm diễn viên không? Dạ. Con thích làm diễn viên. Vậy con thích làm diễn viên phim nào? Diễn viên. Con thích phim nào? Kẻ đầu mồ. Cái phim Kẻ đầu mồ là phim điện ảnh đầu tiên Trinity tham gia. Dạ. Mà cái phim đó, cái tên Kẻ đầu mồ, nhưng mà cái vai của bé là vai một nhân vật nghèo, khổ. Đó là đóng vai em của nữ chính trong cái phim đó. Dạ. Mà bé, tức là bé có những cái thao tác như là xách nước ở dưới sông, hoặc là thổi cơm, thổi, thậm chí thật sự mà nói mẹ cũng chưa biết làm luôn. Dạ. Mẹ hồi giờ mẹ đâu có sách. Ủa vậy ai hướng dẫn cho bé? Cái này là bên phó đạo diễn ra đạo diễn, mà chỉ có hướng dẫn bé đúng một lần. Dạ. Và bé có thể làm được rất là tốt luôn. Con có năng khiếu. Đứng trên cái cầu ha, xong rồi múc nước ở dưới sông. Dạ. Dạ. Rồi thổi lửa, tức là bé biết cách là múc gáo nước xong rồi thổi lửa như thế nào. Nói chung là bé nhập rất là tốt cái vai đó. Như vậy năng khiếu và tình yêu dành cho nghệ thuật của bé Trinity có phải là thừa hưởng từ mẹ không ạ? Bởi vì Hoài Đức Bơ biết được là mẹ ngày xưa cũng hoạt động theo nghệ thuật. Dạ đúng rồi, thật ra hồi xưa là mẹ cũng có học cái lớp diễn viên ở bên sân khấu Cẩm Quỳnh. Dạ. Đại học sân khấu bên Cẩm Quỳnh. Mà tại vì hồi đó kinh tế gia đình cũng không phải là khó khăn, mà thật sự mà gia đình không có ủng hộ cái nghề này. Dạ. Cho nên là mình cũng có khó khăn rất là nhiều. Dạ. Thì tới bây giờ hiện nay thì mẹ cũng mới vừa quay lại học lại một cái lớp. Học lại nữa. Học lại bên sân khấu kịch Quốc Thảo. Dạ. Nói chung là vừa là thỏa niềm đam mê với lại đồng hành cùng Trinity. Câu chuyện của hai mẹ con cũng khá là hay. Bởi vì mẹ có thể là gặp khá nhiều cái rào cản của những cái tư duy ngày xưa. Dạ, đúng. Nhưng rồi. Bây giờ với thời hiện đại hơn, với sự trải nghiệm và kinh nghiệm sống của mẹ, mẹ sẽ dành hết tất cả những gì tốt nhất cho con để mẹ ủng hộ con. Dạ. Như vậy là khác so với những bậc phụ huynh khác. Dạ. Đó chính là những bậc phụ huynh khác thì có thể âm thầm đứng sau lưng để hỗ trợ cho con cái. Dạ. Hoặc là có thể hỗ trợ về phần ăn uống, di chuyển. Dạ. Và giúp đỡ về sức khỏe của con. Nhưng mẹ Uyên Phương lại khác. Từ nội dung đến hình thức, từ chuyên môn cho đến dinh dưỡng. Dạ. Tất cả mọi thứ mẹ phải lo từ A đến Z hết. Dạ, đúng rồi. Như vậy thì làm sao mẹ có thể sắp xếp được việc học và việc làm của con một cách phù hợp và khoa học? Thật ra cái việc học của con thì mình cũng hạn chế rất là nhiều. Ví dụ như là mình có
cái quy định là mình nhận show một tuần chỉ 2 show tới 3 show là nhiều nhất. Và sẽ ưu tiên cho những cái show vào cuối tuần. Đó. Còn lại thì vẫn là ưu tiên cái việc học của bé lên hàng đầu. Rồi còn với lại hè thì mình sẽ nhận nhiều show hơn. Tại vì mình có thời gian nhiều hơn. Ồ, vậy là tuần này coi như mẹ con đã dành hết một show cho chương trình Phong Cách và Cuộc Sống rồi đó. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều luôn. Rồi bên cạnh đó thì có bao giờ bé chia sẻ là ô mẹ ơi con mệt quá, con muốn đi chơi, hay là mẹ mua đồ chơi cho con, hay con muốn ngủ. Có bao giờ vậy không ạ? Thật ra thì Trinity khá là nghiêm túc khi mà bé đi làm. Khi bé đi làm thì có các cô chú đạo diễn hoặc là khách hàng, người ta rất là thích cái phong cách làm việc của Trinity. Mặc dù rất là nhỏ, còn nhỏ nhưng mà bé có trách nhiệm. Không bao giờ mà nó than mệt, mặc dù quay nhiều khi tới 3-4 giờ sáng là các cô chú là xù đầu xù tóc hết rồi, mệt mỏi rã cả người, nhưng mà bé là cứ ra diễn bình thường. Giữ năng lượng tràn trề vậy đó. Con thì khỏe rồi, nhưng mà mẹ là sao? Có bây giờ con để ý thấy mẹ đi chung với mình nè, mẹ Phương bị mệt. Mẹ Phương nói thôi giờ mẹ mệt quá, mẹ ngủ rồi, con muốn làm gì con làm. Có không? Dạ có. Đúng rồi. Sao? Tại vì mẹ có tuổi rồi mà, đúng không? Mẹ cũng cực khổ vì mình quá chừng, đâm ra mẹ cần ngã lưng, mẹ nghỉ ngơi. Nhưng mà để cho con tự do con làm việc. Rồi bên cạnh đó con yêu mẹ nhiều không nè? Dạ nhiều. Nhiều cỡ nào vậy ta? Bự gì không? Bao la luôn á chị. Có lúc nào mà con làm mẹ không vui không? Dạ có. Lúc nào vậy? Lúc mà con quậy con. Trời, giống chú hồi xưa, chú cũng quậy. Dạ. Mình nghịch ngợm thôi, đúng không? Dạ. Mình có làm bể đồ gì không? Dạ không. Dạ con còn đỡ hơn chú đó, ngày xưa chú nghịch lắm, bể tan quan cửa nhà, bị đánh đòn luôn á. Thì thôi bây giờ mình hứa với mẹ ha, là bây giờ mình sẽ chững chạc hơn nữa, mình không nghịch ngợm và nghe lời mẹ hơn, được không? Dạ. Và cái việc đi phim của bé chắc là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là bé không có qua trường lớp nào mà chuyên nghiệp hết trơn á, tất cả các bé luôn mà đều theo cái bản năng, rồi với người lớn hướng dẫn thành kỹ năng. Nhưng mà về ngôn ngữ mới là cái vấn đề khác. Thà là những bé ở Việt Nam mình từ nhỏ lớn thì bé quen nói chuyện. Còn này bé Trinity mới 8 tuổi mà mới về Việt Nam có 3 năm. Thì làm sao bé hiểu được những câu thoại đó, kịch bản mà bé đọc sao? Thật ra kịch bản là mẹ là cái người đọc kịch bản. Mẹ đọc kịch bản. Mẹ đọc trước. Mẹ đọc hết. Dạ. Xong rồi là mẹ hiểu được cái nhân vật đó. Dạ. Xong rồi mẹ sẽ nói cho Trinity biết được cái tâm lý nhân vật đó, là con sẽ vào cái vai đó, tâm lý của con là như thế nào. Đó, rồi sau đó là thoại. Thì khi mà mình dạy thoại thì bé cũng thoại được. Nhưng mà bé thoại bé không có hiểu được cái nội dung của cái câu thoại đó là cái gì. Đó, thì mình phải phân tích cho bé hiểu lại là bằng tiếng Anh. Phân tích bằng tiếng Anh cho bé hiểu. Xong rồi bé sẽ thoại qua tiếng Việt. Nói chung là riết rồi mình cũng thành quen. Thì giờ bé nó, bây giờ thì bé tiếng Việt tốt hơn thì nó cũng đỡ hơn rồi. Cái văn hóa là cực kỳ rất là khó. Khó. Mà thấy được cái tình cảm của bé nó chân thành và yêu thương dành cho mẹ dữ lắm. Rồi ở nhà con thương của mình mẹ con thôi hả? Con còn thương ai trong gia đình nữa không? Dạ ba. Rồi ai nữa nè? Ở nhà có ai nữa? Anh con nữa. Bây giờ mới chịu nhắc tới anh. Dạ, hóa ra là Trinity có thêm một người anh nữa. Anh trai mấy tuổi rồi chị? 10 tuổi rồi. Còn chị Uyên Phương, chị mong muốn và kỳ vọng ở bé Trinity như thế nào trong tương lai? Có theo nghiệp nghệ thuật giống như là mình đã mong mỏi từ bấy lâu, hay là cho bé tự do phát triển? Thật ra thì nghệ thuật thì nói chung nó phải có cái duyên nữa chú. Trinity là mình thấy được là Trinity có đam mê, với cả là bé cũng có tố chất. Cái này là mình không chỉ một mình nhìn thấy. Mà khi mình cho bé đi tham gia những cái lớp học á, thì như là cô diễn viên Thanh Thúy cũng thấy được là bé có cái tố chất đó, và cô cũng khuyên là mình nên để cho bé phát triển một cách tự nhiên. Đó, và tuy nhiên thì làm mẹ thì mình cũng kỳ vọng, tại vì mình cũng đam mê nghệ thuật. Nên mình cũng kỳ vọng là con nó sẽ theo cái nghề này nếu như mà con nó thích. Còn nếu như mà Trinity không thích, không đam mê thì mình cũng không có ép được con. Vẫn tôn trọng ý của bé. Đúng rồi. Nhưng mà hiện tại thì bé Trinity đang có một cái cuộc sống và công việc nó khác so với những bé bình thường khác. Đó chính là nghệ thuật, đó chính là cái sự linh động theo thời gian. Đó chính là những áp lực của công việc. Ngay từ thuở bé như vậy, một cô bé đáng yêu như vậy mà gặp quá nhiều áp lực, chị có thấy xót không ạ?
Thật ra thì mình giống như là vừa làm mẹ mà mình cũng giống như là vừa là security, kiểu như là mình bao hết, người bảo vệ, trao che chở cho con hết. Dạ. Tức là không bao giờ Trinity cảm thấy áp lực bất cứ một cái việc gì. Như vậy là ngoài việc sắp xếp lịch học, lịch làm việc thật là khoa học, bên cạnh đó mẹ phải bảo vệ bé 24/24 luôn. Đúng rồi. Thì thay vì cái áp lực dành cho bé, bây giờ mẹ hưởng hết tất cả những áp lực đó. Dạ. Thì mẹ lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Có ảnh hưởng gì đến công việc riêng của mẹ không ạ? Thật ra cái công việc riêng của mẹ cũng rất là linh hoạt. Dạ. Nó không có phụ thuộc nhiều vào cái thời gian như là làm một ngày 8 tiếng. Mình có thể giải quyết tất cả những công việc đó qua điện thoại. Dạ. Cho nên là cũng dành được hết cái thời gian cho bé. Nhưng mà mình cũng có những lúc mình ngồi lại thì mình cũng thấy là hơi thiệt thòi cho anh trai một tí xíu. Dạ. Tại vì thời gian mình dành cho Trinity nhiều hơn anh trai rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà ngược lại thì Trinity là phải nói là rất là hiểu chuyện. Tức là Trinity lúc nào cũng nhường cái phần hơn, phần thắng cho anh của mình. Giống như là cái sự bù đắp cho anh. Dạ, dễ thương quá. Một người mẹ cũng rất là tuyệt vời. Giống như là chị Uyên Phương đây, thì có được sự ủng hộ và hỗ trợ đến từ ông xã không ạ? Thật ra ông xã thì ổng không có ủng hộ cái việc là con theo cái nghề này, nhưng mà người nước ngoài thì họ luôn luôn tôn trọng cái quan điểm cá nhân hoặc cái sở thích cá nhân. Chị hỏi là Trinity có thích hay không. Trinity có thích thì ba cứ để cho Trinity phát triển cách tự nhiên. Nhưng mà nói mà để ủng hộ con theo cái nghề này thì không có ủng hộ. Không ủng hộ lắm. Trời ơi, đâu đó cái hình ảnh ngày xưa của mình quá ha. Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng nói thẳng với ông xã luôn là cứ để cho con nó theo cái đam mê của nó. Cũng giống như là mình đã bỏ 18 năm nhưng bây giờ mình quay trở lại, mình vẫn cứ muốn thỏa cái niềm đam mê đó. Đó thì bây giờ con nó còn trẻ thì nó có tương lai, nó có cơ hội nhiều hơn, tại sao mình lại ngăn cái cơ hội đó. Nên là mình cứ để cho nó tự nhiên như vậy. Rất là hay, xin cảm ơn chị Uyên Phương đã chia sẻ những cái suy nghĩ, tư duy và bí quyết để nuôi dạy, đặc biệt là dành cho Trinity, để cho tất cả quý vị khán giả có thể học hỏi theo và chúng ta cảm nhận được là mình có thể kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại trong việc nuôi dạy con cái để giúp cho các bé phát huy được tài năng của mình. Xin chúc cho chị Uyên Phương luôn luôn tràn đầy sức khỏe để có thể chăm lo cho bé Trinity. Chúc cho Trinity càng ngày càng thành công hơn nha. Okay. Yeah nào. Rồi, cảm ơn chú Hoàng rất là nhiều, cảm ơn chương trình rất là nhiều.